Các nhân vật, hành vi, địa điểm, cơ quan, nghề nghiệp và các sự kiện trong bộ phim này đều là hư cấu, chỉ nhằm mục đích giải trí, không nhằm mục đích khuyến khích hay quảng bá bất kỳ hành động nào diễn ra trong phim, nếu có chỉ là sự trùng hợp. Chó không có chuyện mày chính ra. Từ đây đứa nào đụng tới thằng Bằng là đụng tới tao, cấm tụi bay ăn hiếp nó. Mày dám đụng tới anh em tao không? Tụi bay có tin là cấm tụi bay vỡ mồm không? Mày để đó gì biết mẹ tao. Mày có sao không Bằng? Không, tao không sao. Cấm mày vì lúc nào cũng có mặt được lúc để bảo vệ tao. Có gì đâu, cấm mày đỡ hứa trở thành đôi mẹ hơn. Sống chết có nhau, có phú cùng hổ, có quả cùng chia. Mày đúng là bạn thân của tao. Thôi hôm nay là trung thu, đi rước đèn với bọn tao đi. Thôi nhưng mà tao không có lồng đèn. Thôi không sao, nhà tao có hai cái lồng đèn, để tao cho mày một cái. Mày lúc nào cũng tốt với tao. Năm 2038, mọi bệnh tật đều đã có thuốc chữa trị, sức khỏe người dân đều được cải thiện, con người có thể sống tới 200 tuổi. Chúng tôi rất vui mừng tuyên bố với toàn nhân loại rằng mọi bệnh tật đều đã có thuốc chữa, con người hoàn toàn có thể sống thọ tới 200 tuổi. Điều này dẫn đến một hậu quả là dân số thế giới đã tăng lên 30 tỷ người. Chính vì thế, xã hội này cần phải có một trật tự mới để kềm hãm dân số được sinh ra. Thưa bà Malisa, dân chúng đang rất ủng hộ bà. Họ muốn bà đứng về phía họ để cùng nhau chống lại bộ luật này của thế giới. Phản đối làm sao được? Cậu không cần ngồi cái ghế này, nhưng tôi thì vẫn cần ngồi. Nhưng thưa bà hãy nghĩ lại. Cậu có thể xuống khán đài đứng cùng bọn họ, không cần theo tôi đâu. Bà ơi. Kính thưa các quý ông, các quý bà, bằng tất cả niềm tự hào và niềm vui vô bờ, tôi, Malisa, hôm nay đứng đây rất vinh dự khi được gặp các thần dân yêu mến của tôi. Thưa bà Malisa, có phải bà sẽ đứng về phía chúng tôi hay không? Tôi lúc nào cũng đứng về phía đồng bào của mình. Tôi không muốn bất kỳ ai trong các bạn ở đây chịu nhiều cảnh áp bức và bất công. Vì vậy, hôm nay tôi xin thông báo một chính sách mới từ bộ luật quốc tế. Tất cả gia đình chỉ phép sinh được một đứa con. Gia đình nào sinh đứa bé thứ hai bắt buộc sẽ tìm một người khác chết thay thế để cho đứa trẻ được sống. Tôi phản đối. Vậy nếu chúng tôi không tìm được ai khác chết để thay thế cho đứa trẻ được sinh ra thì sao? Đây là quy định của bộ luật quốc tế. Nếu không tìm được ai chết thay thế cho đứa trẻ thì buộc lòng chúng tôi phải để cho đứa trẻ chết. Như vậy là tàn ác, là bất công. Tôi không đồng ý. Đúng vậy, bộ luật gì mà phi nhân tính quá. Tôi cũng không đồng ý. Người dân thị trấn X đa phần đều phản đối với quyết định này của bộ luật thế giới. Nhiều cuộc phản công nổi dậy trong những năm sau đó. Nhưng đều thất bại. Xong chưa ông Thọ? Tụi con mỏi lắm rồi đó. Xong rồi. Đẹp lắm. Wow,
đẹp ghê. Trời ơi, thằng lớn nhà con không có mặt ở đây mà ông cũng vẽ nó giống y như thiệt vậy đó. Ngày nào nó cũng sang nhà ông chơi, làm sao mà ông quên được gương mặt của nó chứ. Đây là món quà ông vẽ để tặng hai vợ chồng con. Cảm ơn ông đã vẽ tặng cho vợ chồng con nha. Chúc mừng hai vợ chồng con đã có được hai đứa bé. Cầu mong cho hai đứa bé bình an. Chúng nó sẽ bình an, con tin là như vậy. Có việc cho mày làm rồi đấy. Phải chia con bò nhà tao sinh đôi thì đỡ biết mấy. Thời buổi này mà đẻ nhiều thì khổ chứ làm mẹ gì. Vậy con bò mẹ vừa đẻ hả? Ừ. Em bồng con vô phòng đi. Mọi chuyện ngoài này để anh giải quyết cho. Hay là em bồng con bỏ trốn nha. Làm sao mà trốn được. Tụi nó mà biết là truy nã cả đời đó. Cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của anh Hàng Minh Long không? Là tôi. Đã lâu không gặp, còn nhớ tôi chứ ông bạn? Làm sao mà tôi quên được. Vui khi gặp lại anh Công Bằng. Còn nhớ tôi là tôi vui rồi. Tuy nhiên, đám cưới mà không mời tôi là tôi giận đó nghe. Thưa sếp, có lẽ chúng ta nên tập trung vào công việc chính thì hay hơn. Xin lỗi cô trợ lý Hà xinh đẹp, bởi vì lâu quá tôi mới gặp lại người bạn thân này. Ok, cô có thể vào công việc chính, cô bắt đầu đi. Xin lỗi, chúng tôi có thể vào nhà được không? Tất nhiên, mời hai người vào. Xin lỗi, nhà tôi chỉ có nước lọc, anh chịu uống đỡ cho. Không sao. Xin giới thiệu với anh Long, đây là anh Công Bằng, hiện đang giữ chức vụ cao nhất trong việc quản lý dân sinh. Còn tôi là Hà, trợ lý của anh Bằng đây. Chào chị Hà. Chào anh Bằng. Bức tranh gia đình của anh rất đẹp và ấm áp. Cảm ơn anh đã khen. Ok, cô Hà cứ nói tiếp đi. Chúng tôi rất vui mừng khi nghe tin gia đình anh Long đây vừa hạ sinh được hai bé. Thay mặt cho cục dân sinh, chúng tôi có một món quà dành tặng cho gia đình. À, khoan, tôi có đồ của tôi. Trong này cũng không có gì nhiều. Chỉ có tã, sữa và một số đồ sơ sinh mong anh nhận cho. Và để cho trang trọng cũng như thể hiện lòng thành kính, tôi xin đại diện hát một bài dành tặng ngài Melissa, một người dành cả đời cho sự công bằng của đất nước này. Vâng, điều này rất cần thiết, vì tên của tôi là Công Bằng, và tôi muốn cả thế giới này công bằng. Cô Hà có thể bắt đầu. Lần đầu tiên có lẽ wifi ở đây không được tốt.
Tôi nghĩ cô nên làm thủ tục này nhanh lẹ, vì lúc cô hát trông rất là thô thiển. Cô đang làm hai đứa trẻ giật mình rồi đó. Xin chúc mừng sự chào đời của hai đứa trẻ đến với thế giới này. Tôi nghĩ cô đã xong nhiệm vụ. Vâng, xin mời anh tiếp tục công việc. Anh Long, chắc có lẽ cũng đã nhận thức được việc chúng tôi đến nhà của anh ngày hôm nay. Tôi biết. Vậy thì tốt, tôi đỡ phải nói lại. Việc anh sinh ra đứa bé trong thời đại này, đặc biệt trong thời gian khủng hoảng dân số này, cả thế giới đều phải lên án. Và hơn ai hết, chính anh là người độc ác với chính đứa con của mình. Và anh biết chúng tôi sẽ làm gì với đứa trẻ khi được sinh ra. Tôi hiểu. Thế thì tại sao anh vẫn ngoan cố sinh nó ra? Không chỉ một đứa mà là hai đứa. Tôi rất lấy làm tiếc vì điều này. Nhưng khi biết vợ tôi có thai 3 tháng, tôi không thể nào nhẫn tâm bắt vợ đi phá thai được. Và ông sợ làm điều ác khi bắt vợ mình phải phá thai, nên ông giao cái nhiệm vụ độc ác đó cho chúng tôi à? Không, không, tôi không có ý đó. Ý của tôi là không muốn chúng chết. Tôi muốn chúng được sinh ra và lớn lên. Lẽ ra anh nên quan hệ một cách an toàn, thưa anh. Anh thật tham lam và ích kỷ. Xin lỗi, tôi có thể hút thuốc được không? Anh cứ tự nhiên. Bây giờ, nơi này, mọi quyết định đều là do anh. Cảm ơn anh. Nhưng anh làm như vậy là chống lại quy định của pháp luật. Tôi biết là mình sai, nhưng mà tôi mong anh nể tình chúng ta từng là bạn thân. Anh hãy để cho hai đứa trẻ được sống. Chúng ta từng là bạn thân, tất nhiên tôi không muốn chúng ta phải khó xử. Lẽ nào tôi phải chịu mang tiếng giết con của bạn thân mình, người từng che chở, giúp đỡ mình? Con của anh sẽ sống, nhưng nếu... Nếu anh có cách, tôi nguyện làm trâu làm bò, làm mọi thứ mà anh yêu cầu. Là con người không thể nào làm trâu làm bò được, đó là điều phi thực tế. Tên của tôi là Công Bằng, tất nhiên tôi rất công bằng trong cuộc sống này. Nhưng nếu anh tìm được hai người chết thay thế cho con anh, tôi sẽ để cho con anh sống. Đó là quy định công bằng của luật pháp quốc tế. Tôi... Và anh đã tìm được ai thay thế chết cho con anh chưa? Tôi không tìm được ai chết thay cho con tôi hết. Vậy thì rất tiếc, mặc dù chúng ta từng là bạn thân, tôi không thể nào cứu được hai đứa bé. Còn cách nào khác không? Cô Hà, anh Long đây hỏi còn cách nào khác hay không? Cô hãy hỗ trợ tình bạn cho chúng tôi. Thank you. Có một cách nhưng hơi tàn bạo. Đó là đích thân anh đi giết một ai đó. Thì lúc đấy, con số sinh và tử sẽ được cân bằng. Tuy nhiên, tôi chắc chắn anh sẽ không làm điều đó đâu. Bởi vì anh sẽ nhận một mức án tử hình từ pháp luật. Không còn cách nào khác sao cô Hà? Hết cách thưa anh Bằng. Tôi năm nay đã sống hơn 100 tuổi rồi, mà chưa bao giờ tôi thấy có một trường hợp phi nhân tính như vậy. Nghe nói ông là người cao tuổi nhất ở thị trấn này phải không? Đúng vậy. Ông có biết việc ông sống lâu là minh chứng cho việc ông là một người ích kỷ hay không? Ích kỷ? Tôi ích kỷ gì điều gì? Tôi đã giúp đỡ và cống hiến cả cuộc đời tôi, làm biết bao nhiêu việc thiện, giúp đỡ biết bao nhiêu người. Vậy mà nói tôi ích kỷ? Tôi ích
kỹ gì điều gì. Ông có nghe cái câu kẻ ăn không hết người lần không ra hay không? Ông có biết vì ông sống lâu, ông làm khổ con cái, vậy tại sao ông không tình nguyện xin chính phủ chết đi? Chỉ cần ông chết, ngoài kia sẽ có một đứa trẻ sống liền. Tôi anh Bằng không nên tạo áp lực cho ông Thọ. Bởi vì ai khi sống trên đời này cũng đều nói rằng mình sống cho mọi người, không ích kỷ. Tuy nhiên, đến khi tình nguyện chết vì một ai đó thì không ai đủ can đảm đâu, kể cả ông Thọ đây. Cũng có thể anh và vợ con anh ôm nhau bỏ trốn, nhưng liệu anh có sống bình yên được hay không khi anh bị truy nã? Vậy bây giờ xin phép anh Long cho chúng tôi làm nốt phần việc còn lại. Mong anh hãy hợp tác và mang hai đứa bé ra đây. Không, các người không được bắt hai đứa bé đi. Muốn bắt đứa trẻ, các người phải bước qua sáng tôi trước. Tránh ra. Long à, anh vẫn nóng tính như xưa, nhưng anh có biết việc anh đang làm là đang cản trở người thi hành công vụ hay không? Tôi rất cần biết. Các người còn tính người hay không? Nếu đây là con các người có nhẫn tâm giết chúng hay không? Tôi yêu cầu anh Long ngồi xuống cho chúng tôi làm nhiệm vụ. Long à, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói: không sanh không diệt thì đừng sợ hãi. Mọi thứ đến với chúng ta đều là duyên. Nếu chưa đủ duyên, đừng cố níu kéo, cũng sẽ không bao giờ giữ được mãi. Chết được, nó còn quá nhỏ. Ông ơi, có cách nào để chạy trốn khỏi thực tại này không không? Thế giới này là một cõi sống tạm bợ, con hãy suy nghĩ tích cực hơn. Biết đâu cuộc sống của con sẽ bớt đau khổ. Cô Hà, một mình cô không thể nào bế được hai đứa bé. Tôi sẽ đi cùng cô. Xin vui lòng mở cửa ra, thưa chị Phượng. Không có ai trong phòng. Nói mau, vợ con mày đâu? Tao hỏi lại lần nữa, vợ con mày đâu? Tôi không biết. Nó không coi bỏ trốn rồi. Nó kìa. Mày không được bắn vợ tao. Nhiệm vụ của chúng ta đã xong. Về thôi.
Không không, không. Xin anh bình tĩnh. Chẳng phải tụi bay nói cách để con tao sống là giết chết hai người thay thế có đúng không? Đừng giết tôi. Xã hội này quá tàn ác và không có tính người. Một vài đứa tụi bay nên chết đi thì cũng tốt thôi. Nhưng tôi chưa muốn chết. Tôi đang mang thai. Tôi cần phải sống để sinh con. Con hả? Mày đang mang thai hả? Đúng, đúng. Xin anh tha cho tôi. Đợt mẹ mày. Vậy mà mày còn làm chuyện ác là vô đây giết con tao. Trong khi con mày được sống, còn con tao thì phải chết. Tôi chỉ làm theo luật. Nếu anh giết tôi, anh sẽ bị tử hình. Vậy là nếu một đứa chết thì con của tao sẽ được sống đó đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Anh Bằng đã chết, tức là con anh sẽ được sống một người. Nhưng còn một đứa nữa, nó sẽ phải chết. Ông yên tâm, con đã tính hết rồi. Xin ông hãy về nói với vợ con đặt tên cho hai đứa con của con là Nhân và Nghĩa. Nhân và Nghĩa. Con muốn cuộc sống của nó sau này ngoài công bằng ra còn phải có Nhân Nghĩa. Rất ý nghĩa. Nếu mà chỉ có công bằng không mà không có Nhân Nghĩa thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Mày hãy báo về cho cục là đã có hai người tình nguyện chết thay cho con của tao. Là ai? Tôi không phải là người chết chứ. Mày hãy gắng sống cho có Nhân Nghĩa vì đứa con sắp chào đời của mày. Trời ơi! Long! Long! Tôi có thể giúp gì được cho bạn? Tôi là Phạm Hoàng Thọ. Tôi 115 tuổi. Tôi xin tình nguyện chết để nhường đất lại cho những đứa trẻ sơ sinh khác. Tôi cảm thấy mình rất ích kỷ khi sống tới 115 tuổi, trong khi những đứa trẻ khác vừa sinh ra đã phải chết đi. Chúng tôi đồng ý với quyết định của ông. Thành phố này xin cảm ơn ông. Quốc gia này xin cảm ơn ông. Trái đất này xin cảm ơn ông. Và lòng biết ơn ông sâu sắc sẽ là từ những thế hệ mai sau.